cơ sở gỗ Tùng Tám. Kính chào bác nhé, hiện tại là buổi chiều tối vào ngày 18 tháng 12 đây. Cơ sở gỗ Tùng Tám là vừa bàn giao cho gia đình cô chú Sĩ Hòa tại thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao. Đấy là một bộ bàn thờ Umita. Không biết này là một bộ ghế Âu Á gỗ đỏ đây. Bộ ghế Âu Á gỗ đỏ chúng tôi vừa bàn giao gia đình vào buổi chiều tối. Tôi quay lại video clip ngắn làm kỷ niệm với gia đình. Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Bàn ghế Âu Á và chiếc bàn thờ cũng ít. Cảm ơn con đi vào sau này.